Xin chào mọi người. Hôm nay kênh Xe đạp Nhật tiếp tục giới thiệu với mọi người một con xe đua dòng cổ điển thương hiệu Minta sườn thép. Vâng, và đây là cái mình quay cái logo cho mọi người xem. Đây, Minta Japan. Còn cái riêng cái xe này thì cái tay thắng hàm thắng của nó là Diacom nhé. Đây. Cũng rất đẹp. Đây, Diacom này. Cực kỳ tinh xảo luôn. Đó, không những là hiện đồ của nó mà cái những cái xe mà dòng này nó làm rất tinh xảo, từ cái rắc co này, đường nét, nước sơn zin thì tuyệt vời rồi nhá. Nước sơn mịn bóng tuyệt vời luôn. Đây, còn đây là đây tinh hoa của công nghiệp Nhật đây. Shimano 600. Đây cũng vậy luôn. Đó. Bên cái bộ đề, cái cùi đề xăng líp này. Đĩa mới lại líp là như mới nhé. Sugino Japan. Nói chung là cái dòng xe cổ điển này trước nó làm đẹp. Xe bây giờ thì không, người ta không có chú ý cái giá trị nghệ thuật nên cái giống như dòng xe cũ này đâu. Đây líp đây các bác. Thấy không? Còn rất mới. Nó có cả tăng đê, cái hai bên có hai cái tăng đơ chỉnh nhé. Đó, Shimano R600 tuyệt vời luôn. Hai bên đây là cặp đùm Shimano, đùm trước đùm sau là Shimano nhé. Đây, bà đạp đây. Đây Shimano này. Vành đây. Araya 700C tuyệt đẹp. Đó. Rất đẹp, vành bán nhỏ khoảng 2 phân mấy. Mình cái vành này gắn vỏ từ 2.3 vỏ nhỏ cho tới vỏ lớn tùy các bác gắn cái vỏ nào được. Có người thì thích vỏ lớn, có người thì thích vỏ nhỏ. Diacom. Đó. Cái cặp vỏ này là cặp vỏ còn mới lắm nhé, vỏ zin. Cặp vỏ zin của nó là nó gắn cái vỏ. Rồi để tôi tìm cái nhãn hiệu vỏ rồi. Đây. Ra đây đây. Đây, thương hiệu vỏ đây. Vỏ này của Indonesia. Nhập Nhật thì vậy. Chủ có xài đây. Đây. Dạ vàng. Quá đẹp. Thì cái xe thì quay đi cuốn lại thế nó chỉ mấy chi tiết vậy thôi. Chân hình là cái số điện thoại của shop. Thì các bác quan tâm mua xe thì có liên hệ qua số này, gọi trực tiếp. Hoặc là cái số này cũng có đăng ký Zalo, Facebook. Trên trang Xe đạp Cần Thơ trên Facebook. Thì các bác mà chat chít được thì nhập số Zalo số này là nó sẽ lên, thì kết bạn thì mình trao đổi cho nó tiện, đỡ tốn tiền điện thoại. Thì các bác mà chưa nghĩ con này, muốn đặt hàng con khác thì cứ đăng ký kênh. Rồi nhớ nhấn chuông nhé. Khi có xe đẹp về thì YouTube nó sẽ tự thông báo cho các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp vào video kế tiếp. Xin chào mọi người.